Ngôi làng kỳ lạ ở Dubai, ngay hiện ra đến biến mất khiến các nhà khoa học bối rối. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News TV. Trong sa mạc ở Dubai có một ngôi làng rất đặc biệt. Nó thường xuất hiện vào ban ngày nhưng lại biến mất vào buổi đêm. Nhắc tới Dubai chắc hẳn ai cũng nghĩ tới một đất nước giàu có với rất nhiều dầu mỏ. Ví dụ như tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa, hòn đảo nhân tạo lớn nhất Palm Jumeirah. Sự tồn tại của những công trình nổi tiếng này đã khiến Dubai trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên Dubai cũng là nơi có nhiều sa mạc và những điều thú vị. Những điều thú vị hơn nữa là giữa sa mạc của Dubai có một ngôi làng được các nhà khoa học đánh giá là một trong những nơi bí ẩn nhất thế giới. Đó là ngôi làng Al Madam. Ngôi làng xuất hiện ban ngày, biến mất ban đêm. Ngôi làng này đặc biệt ở chỗ nó sẽ biến mất vào ban đêm nhưng lại xuất hiện vào ban ngày. Ngôi làng này kỳ lạ đến nỗi người ta đã đặt tên cho nó là thị trấn ma. Vì sao lại có chuyện này xảy ra? Để làm rõ được sự kiện bí ẩn này, các nhà khoa học đã quyết định tới tận nơi tìm hiểu. Ban đầu các nhà khoa học nhận được thông tin rằng ngôi làng này từng xuất hiện một ổ dịch bệnh. Căn bệnh này không có thuốc chữa nên không ai dám tới gần. Thậm chí có tin đồn là trước đây người ta nhìn thấy có người đi dạo quanh làng, nhưng sau đó họ không bao giờ quay lại. Vì vậy người dân địa phương không dám đến gần ngôi làng, kể vì sợ gặp nguy hiểm. Từ đó ngôi làng trở thành một nơi không một bóng người như hiện nay. Theo quan sát của họ, ban ngày ngôi làng này hoàn toàn không khác gì những ngôi làng khác. Từ những dấu vết còn sót lại có thể thấy người dân trong làng là người bản địa. Họ sống tự cung tự cấp và có những nét văn hóa đặc sắc của riêng mình. Tuy nhiên vào buổi tối một cảnh tượng huyền ảo sẽ xuất hiện. Cả ngôi làng như biến mất vào trong không khí, không để lại chút dấu vết nào. Khi chuyên gia tới tìm kiếm, họ chỉ thấy toàn là cát vàng. Bất ngờ là vào ban ngày, ngôi làng lại hiện ra trước mắt mọi người như chưa từng biến mất. Sau đó các nhà khoa học đã đưa ra 3 lời giải đáp về sự kiện kỳ lạ ở ngôi làng bí ẩn này. 3 lời giải đáp. Đầu tiên, họ đưa ra quan điểm là ngôi làng có thể đã bị nhấn chìm bởi cát lún. Theo các nhà khoa học, cát trong sa mạc rất nhiều và thường xuyên xảy ra hiện tượng sụt lún. Tuy nhiên, nhận định này đã bị bác bỏ bởi ở thời điểm ban ngày, ngôi làng dường như không hề bị ảnh hưởng hay nhấn chìm vì cát lún. Thứ hai, một số nhà khoa học giải thích rằng việc ngôi làng biến mất vào ban đêm là do hiện tượng ảo ảnh gây ra. Họ cho rằng vì Dubai có một nửa là sa mạc, một nửa là đại dương đã tạo thành cảnh tượng như vậy. Ở sa mạc, không khí nóng nhất gần bề mặt và mát dần lên theo độ cao do bề mặt cát nóng với mặt biển lạnh. Vì thế khi ánh sáng bị khúc xạ xuống phía dưới khiến cho chúng ta thấy ngôi làng bị biến mất. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng khả năng xuất hiện ảo ảnh thường xuyên như vậy là rất nhỏ. Do đó giả thuyết này cũng rất khó được công nhận. Cuối cùng sau khi kiểm nghiệm và phân tích, các nhà khoa học đã tìm ra một giả thuyết khả thi nhất. Theo đó, thực ra ngôi làng này trước đây từng là nơi sinh sống của bộ tộc Al-Qudby. Do tài nguyên bị khai thác quá mức nên môi trường cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Dần dần sa mạc và cát đã xâm chiếm ngôi làng khiến cho họ phải rời đi. Dân cư chuyển đi hết nên các ngôi làng trở nên trống rỗng. Các cồn cát dưới sự tác động của gió cứ liên tục bị thổi vào và vùi lấp chúng, khiến chúng biến mất vào ban đêm. Chỉ khi tới trời sáng, gió tiếp tục thổi liên tục nên cát đã được di chuyển bớt tới nơi khác và ngôi làng lại xuất hiện trở lại. Mặc dù các nhà khoa học liên tục đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng tới nay vẫn chưa có lời giải thích nào được công nhận. Sự bí ẩn của ngôi làng đã khiến cho các lời đồn thổi về nó truyền đến tai nhiều người khác. Vì vậy ngôi làng đã dần trở thành một điểm du lịch thu hút được rất nhiều người tới khám phá. Nhưng các nhà khoa học vẫn đưa ra khuyến cáo với du khách rằng những ai có ý định đến thăm ngôi làng nên đến vào thời điểm ban ngày, tránh đi vào ban đêm và một mình để chắc chắn rằng bản thân không gặp phải nguy hiểm. Trên đây là hiện tượng bí ẩn ngôi làng kỳ lạ ở Dubai, ngay hiện ra, đêm biến mất, khiến các nhà khoa học bối rối. Các bạn hãy để lại cảm nhận của mình về hiện tượng kỳ lạ và đầy bí ẩn này nhé. Video của bạn mình đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ News TV. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.